Xin chào anh em, em là Tú chuyên giao lưu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng Và hôm nay em mới về sẵn tại cửa hàng một chiếc Rolex Datejust 36 có mã máy 126231 Thiết kế sang mặt 36, thân vỏ thì sẽ kết hợp giữa thép và vàng hồng 18k Mặt số màu đen được hoàn thiện bằng công nghệ trái tia, cọc số kim cương Là một đồng hồ đã qua dung ạ, tình trạng vẫn còn rất là mới bén đẹp Nguyên zin đầy đủ phụ kiện đi kèm, mắt thừa và chúng ta sẽ thấy được Đó là phụ kiện đi kèm ở, ở mặt sau đây, sẽ là hộp sổ thẻ tác Và bên tay phải của em đó chính là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc Rolex này và trên cái tấm thẻ này sẽ là một cái tấm thẻ giao diện đời mới nếu mà anh em nhìn vào mặt sau của tấm thẻ này thì chúng ta sẽ thấy được đó là mã máy 126231 số seri bên dưới nhá và ngày kết bảo hành đó là mùng 5 tháng 2 2023 bảo hành chính hãng đến tháng 2 2028 bên em thì vẫn sẽ bảo hành cho em mình đó là đến 2028 theo thời gian còn lại của bảo hành chính hãng cũng như là cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em mình có nhu cầu trong một năm nhé và chiếc này thì em đang sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội và em cũng có cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh anh em nếu mà ở xa không thể qua được cửa hàng của em thì có thể inbox trực tiếp cho em để nhờ em tư vấn hỗ trợ và sau đó em sẽ đến tận nơi để giao lưu trực tiếp với anh em mình nhé mức giá để nhà anh em mình tham khảo đó là 300 3, 388 triệu nha anh em trên đồng hồ của em thì sẽ có một cái phần mặt số màu đen được hoàn thiện bằng công nghệ trẻ tia và trên cái phần nền mặt đen này chúng ta sẽ có cọc số kim cương và bộ kim và đế cọc số sẽ là bằng vàng, vàng hồng 18k rất đẹp và sang trọng. Ở bên trên góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày và bên dưới góc 6 giờ vẫn sẽ là một cái dòng chữ quen thuộc Sweet Made với logo thượng quang ở chính giữa thì đó chính là một cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được một chiếc đồng hồ có thiết kế mới nhất của nhà Rolex. Mặt kính chưa sử dụng đôi mặt kính sapphire nguyên khối có một phần núp ở bên trên góc 3 giờ để làm cho ô lịch to hơn và nhìn nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều anh em nhé. Trên cái phần vành mặt số, chúng ta sẽ có các dòng chữ Rolex được khắc laser chạy vòng quanh ở xung quanh cái phần vành mặt số này. Số seri thì sẽ khắc ở bên dưới góc 6 giờ đầy đủ nhá. Và anh em có thể check chuẩn số seri trên đồng hồ và trên thẻ là có thể yên tâm rồi và chúng ta sẽ được hưởng chọn đó là 55 bảo hành chính hãng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu anh em nhé. Về phần thân vỏ thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần thân vỏ được kết hợp giữa hai tông màu đó là màu trắng của thép và vàng hồng trên cái phần bộ dây niềng của chiếc này ạ. Phần niềng sẽ là một cái phần niềng vàng đặc nguyên khối 18K, sau đó sẽ được Zodac họ thiết kế những cái đánh khía cực kỳ bén như thế này ạ. Những cái đánh khía này khi mà anh em di chuyển nhẹ nhàng trên cái phần mặt số phần thân vỏ sẽ tạo lên những cái điểm lấp lánh long lanh trên cái phần mặt niềng này. Ở phần thân bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần thân thép được đánh bóng toàn bộ và trên cái phần cạnh càng của chiếc này vẫn sẽ là những cái phần được thiết kế rất là góc cạnh nam tính, phần đầu càng thiết kế dài và hơi gọn gàng một chút để cho anh em mình có thể đeo một cách dễ dàng từ anh em cổ tay nhỏ đến cái tay to, đeo rất đẹp nhá bên tay phải của em thì đó chính là cái phần núm của chiếc này với thiết kế lúm vặn cổ chai chúng ta sẽ có logo tiện quang của hãng ở chính giữa và bên cạnh núm thì vẫn sẽ là những cái rãnh khía để chúng ta có thể vặn ngược ra để mò núm rút là một lớp sẽ là chỉnh lịch ngày và rút được thứ hai sẽ chỉnh giờ nhá bây giờ em sẽ bỏ cái hũ này ra đi để chúng ta có thể thấy hết được cái vẻ đẹp trên cái phần bộ dây của chiếc này, này ạ Bộ dây của chiếc này sẽ được gọi là dây Jubilee, thiết kế 5 chỉ, chính giữa được là màu vàng đặc, hai chỉ bên cạnh thì sẽ thép và sẽ được hoàn thiện cửa dạng phay xước. Trên cái thép phay xước này có một lớp phủ rhodium để tăng cái độ bắt sáng và độ bóng cho cái phần lớp phay xước này. Bởi vậy thì anh em nhìn một chiếc Rolex nhá, nó rất là sáng và rất là bóng bẩy luôn ạ, à, rất là đẹp nhá. Và chúng ta sẽ thấy được một cái bộ dây còn đầy đủ mắt dây với những anh em cổ tay 19 20 vẫn có thể đeo được thoải mái nhá. Còn bình thường với những anh em tay tầm trung và tầm nhỏ thì sẽ phải cắt khoảng đồng từ 2 đến 4 mắt, đó là chuyện rất bình thường thôi ạ. Và chúng ta sẽ thấy đó là một cái bộ dây thiết kế kiểu dạng dây mắt nhỏ và kết hợp vào với nhau tạo thành một cái bộ dây cực kỳ mềm mại nhá. Cổ ngón tay của em di chuyển đến đâu là cái bộ dây này đó là ôm sát với cái phần ngón tay của em đến đó tạo nên cho một chiếc đồng hồ có thiết kế bộ dây cực kỳ mềm mại. Với thiết kế khóa, chúng ta sẽ có một kiểu dạng thiết kế khóa bấm, khóa bấm này thì sẽ được gọi đó là khóa bấm oyster nhá. Với thiết kế ở chính giữa sẽ được thiết kế kiểu dạng hình chữ nhật, có logo thiện ngoài ở chính giữa và và cái phần ở chính giữa này cũng sẽ là màu vàng khối để tăng cái giá trị và tăng cái vẻ đẹp nhiều hơn. Với thiết kế khóa oyster đời mới này thì sẽ mang đến cho anh em mình đó là một cái cảm giác hiện đại làm tính hơn rất nhiều so với các mẫu đồng hồ đời cũ nhé còn đây xem mặt ở bên trong khóa đây ạ chúng ta sẽ thấy được đó là những cái dấu khắc triện của nhà Rolex rất là rõ ràng và ở mặt sau khóa chúng ta sẽ thấy được một cái tổ tổ hợp khóa khá là chi tiết và tỉ mỉ và chúng ta sẽ có thêm một cái mắt gập như này để anh em mình có thể nới rộng hoặc thu ngắn lại chiều dài bộ dây một cách tùy chỉnh mà không cần cắt hoặc là bớt thêm mắt anh em nhé còn đây xem mặt sau đáy đây ạ Chúng ta sẽ thấy được một cái mặt sau đáy còn dán lớp siêu zin của hãng Thì anh chủ cũ thì anh ấy sử dụng khá là giữ gìn bảo vậy thì anh ấy vẫn để nguyên cái siêu zin này Và chúng ta cũng sẽ thấy được đó là cái sự uh, chuyển màu của cái lớp siêu này Toàn bộ sẽ được phay xước kết hợp với đánh bóng và bộ máy của chiếc đồ dụng đó bộ máy Rolex 3235 là một trong những bộ máy đời mới nhất của nhà Rolex nhá, Chúng ta sẽ có thời gian tích cót đó là 70 tiếng, sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Bây giờ em thử trên tay cho anh em mình nhé với thiết kế xe mặt 36 thì vừa gần như là phù hợp với mọi cổ tay của anh em nhà mình rồi Và trên tay của em đó là cổ tay 16.5 Lên tay rất là đẹp với thiết kế mặt số màu đen Huyền bí và đi kèm với thân vỏ được kết hợp giữa thép và vàng hồng 18k Nói chung là dòng đế chốt này là một cái mẫu sản phẩm rất là dễ đeo Anh em mình có thể đeo công sở hàng ngày, đeo đi chơi, đeo đi làm rất tuyệt vời nhé. Dây Jubilee thì cực kỳ đẹp và mềm mại với thiết kế bộ dây mắt nhỏ ôm sát với cổ tay, khóa Oyster kiểu dạng khóa đặc trưng của dòng đời máy mới và rất hiện đại và làm tính. Chiếc này thì em giá lưu là 388 triệu nha anh em, bảo hành cho nhà mình đến 2028, cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy luôn ạ. À. Và anh em mình có thể qua trực tiếp cửa hàng của em tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để thử trên tay thoải mái nhé Số thoại của em em có để dưới góc màn hình. Anh em có em tư vấn hỗ trợ thì cứ alo cho em. Cảm ơn anh em mình đã theo dõi em xin kết thúc video tại đây